là gì? Đọc dữ liệu, đúng chưa? Lên GTable. Đọc dữ liệu, tạo hàm rồi, bây giờ tập từ thứ ba là đọc thôi đúng không? Đọc dữ liệu từ MySQL lên GTable. Rồi. Đó là phần gì? Phần số 3. Như vậy chúng ta phải tạo một cái form đúng không? Lúc này bạn phải tạo một cái form ở đây, new JFrame form đúng không? Bạn ghi là product FRM. Tức là form product. Ở cái form này bạn phải có một cái JTable. Gì thay bổ đâu? Thay bổ đây đúng không? Ví dụ thế. Rồi ok. Ctrl S. Bây giờ bạn view code của nó đi. Table là gì nhỉ? Tên là gtable 1 phải chứ nhỉ? Gtable 1. Như vậy để thực hiện được việc này thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái mảng nhỉ, mảng chuỗi. Ví dụ như ở cái phần này bạn khai báo này, string. Được chưa? Và ta khai báo một cái mảng là gì? Header. Nhỉ? Bằng gì đấy các bạn? Bằng một cái chuỗi như này, chúng ta sẽ có này. Product ID, copy đây cho nhanh. Product ID này. Code này. Description này. Và cuối cùng là gì? List gì? Price. Ok. Đây là chúng ta tạo một cái header nhỉ. Trong phần init component thì chúng ta sẽ phải thực hiện gì các bạn? Và ta khai báo một cái gì đấy? Default table gì? Model. Trên này nữa này. Default table model. Đúng nhỉ? Bạn ghi là my gì? Model. Đúng nhỉ? Và đến phần component này thì chúng ta phải tạo mới. Được chứ nhỉ? Ta có my model. Bằng gì? New. Đúng nhỉ? Default table model và ta truyền hai tham số vào đây. Tham số thứ nhất là gì? Header. Tham số thứ hai là truyền không có gì, ta để ở đây. Đúng nhỉ? Nếu bạn muốn đưa dữ liệu lên luôn thì chúng ta thực hiện nào các bạn? Đưa dữ liệu lên ta dùng cái gì? Util gì? Chấm gì? Util. À không phải util mà là product down. Product DAO chấm gì đây? Load table và chuyển my model vào. Ok. Được chưa nhỉ? Như vậy ta load table model rồi, được chưa nhỉ? Và ta gì? Phải sử dụng gì? Cái set cái model đúng không nhỉ? Như vậy ta load cái vào cái model này, tạo model mới này, sau load vào cái model này, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có gì? G gì? G table gì? 1.set gì? Model. Và ta chuyển cái my model vào. Đấy. Được chưa? Như vậy là ta đã đọc thành công nhá. Đúng chưa nhỉ? Đọc dữ liệu thành công. Đấy. Là thế. Tương tự như thế này thì chúng ta sẽ làm đối với các form khác cũng vậy. Mình chỉ làm một form và những form khác làm sẽ rất nhanh.
Ok, như vậy ta đã đọc thành công nhé.